Xin chào các bạn nhé. Hiện nay là đang 12 giờ rồi. Và bây giờ là đang giờ các em đang đi học về. Và hôm nay tôi sẽ làm một video đi khám phá xem các em buổi trưa ăn ở như thế nào nhé. Video này tôi sẽ làm những cái hình ảnh chân thực nhất và thực tế nhất để cho các bạn biết là học sinh vùng cao hiện nay còn vất vả và khổ như thế nào nhé các bạn nhé. Đằng sau tôi đây chính là một cái khu xóm nhà trọ của học sinh. Đấy, vậy nay tôi sẽ làm một video đến từng phòng các em một để xem các em ăn ở cũng như là chuẩn bị cho bữa trưa như thế nào nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ mời các bạn đi cùng theo chân tôi nhé. Bây giờ tôi đi lên trên này, đi từng nhà một luôn đấy. Em ở Yên Cư thì đi bao giờ mới đến nhà? Tầm 2 giờ á? Hả? Hết từ đây đến Yên Cư hết khoảng bao nhiêu tiếng hả em? Hai ba tiếng. Thế khoảng mấy giờ em mới về đến nhà? Tầm 2 giờ. Tầm 2 giờ à? Thế ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì? Bây giờ đi bộ từ đây về nhà khoảng bao nhiêu cây? Em khoảng 70 cây. Tầm 70 cây cả? 7 cây. 70 cây rồi. Đi bộ hết đấy. Bây giờ. Anh em về nhá để thầy vào xóm trọ của các em này xem ăn ở như thế nào. Ăn cơm chưa em? Chưa. Cười gì mà cười, xấu hổ à? Vào đây xem, xem mấy đứa ăn cơm chưa, nấu cơm chưa? Đang nấu cơm à? Sao đấy? Đang nấu. Có món gì hôm nay ăn, có món gì đấy? Thế nào? Rồi, mồi hỏng rồi nhỉ. Này, cái lò xo này biết rồi. Nhưng mà vẫn hơn xóm trên kia có nồi cơm điện là tốt rồi. Hôm nay ăn món gì? Không biết đâu. Không biết đâu. Làm rau ăn chưa? Cho thầy xem nào. Có ai dưới này không? Thầy xem nào. Thầy xem thực tế em có gì ăn không? Wow. Đây à? Hôm nay món có mỗi món rau cải này à? Bố ở đây không có rau ăn. Sao lại bảo thầy láo nhỉ? Thầy đi quay thực tế đây, sao không làm rau bí mà ăn? Không thích ăn. Đủ à, không thích ăn thì thích mỗi rau cải thôi. Rau cải này là rau cải dưa chua hay là rau cải cải dưa à? Các em. Cái này là rau cải rau chua. Thế buổi trưa ăn mỗi như này đó. À, bố ở đây thì được ăn thịt à? Bố ở đây là ăn... Thế hôm nay không có trứng à? Không, bố đi về hết rồi. Ừ, nhưng mà xóm này có mỗi bát rau thôi. Nghèo quá. Nghèo quá nhờ. Em này là lớp 7 rồi nhỉ? 6, 6C. 6C hả? Đánh nhau mà. Ừ. Đánh nhau á? Không được đánh nhau đâu. Đây là lớp 7. Ừ, đâu, xem mấy đứa nào. Mấy đứa này là con gái con trai nào? Xấu hổ cái gì? Thầy có ăn thịt đâu mà. Rồi. Thôi, không ấy nữa. Thôi đi ăn cơm đi. Thôi thầy xem thế thôi, thầy kiểm tra xem thế thôi. Xem ăn ở thực tế như nào thôi. Đấy, như vậy là mấy em này là hôm nay chỉ có cơm với lại rau dưa thôi nha các bạn nhá. Đấy.
Đấy, bữa cơm trưa đây này. Đấy, thực tế nhất đây nha. Nay bố mẹ các em đi vắng cho nên là em tự nấu mỗi món rau dưa ăn thôi. Thôi các em ăn cơm đi, thầy đi lên trên này. Thầy xuống dưới này chỗ ở đâu? Chỗ này là có ba chỗ. Chỗ này, chỗ bạn này, chỗ bạn áo vàng này ạ. Đâu? Yeah. Yeah. Ừ. Xuống dưới ăn cơm chưa? Đang ăn. Đang ăn. Đi đi xuống xem nào. Xấu hổ lắm mà. Đang đi vào đây xem các phòng trọ của học sinh ăn ở như thế nào. Ừ, ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ừ. Mấy em này là học cấp 3 nhỉ? Ừ, ừ. Đi xem các em ăn uống buổi trưa như nào. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn xong rồi à? Thế còn mấy em này ăn chưa? À, em này nhà trên kia nhỉ? Bên này ai ở đây? Bạn nữ đây à? Mấy người ở đây? Ba người. Ba người á? Ba người ở cùng à? Ừ, em nhá. Em làm món gì đây? Nấu cơm à? Đang ăn cơm. Đang ăn cơm á? À? Đâu? À, đang giặt quần áo à? Thế phòng này không có ai ở à? Có một người. Có một người à? Ăn cơm chưa? Thế ơi, cười đi. Đang ăn cơm à? Thôi, kệ cho bạn ấy đang ăn cơm. Để đi một vòng thôi. Xem nhà này hôm nay ăn món gì nào? Xem mấy bạn nữ này ăn món gì đây? Wow, rau cải à? Không có thịt à? Học sinh đây có toàn rau thôi, toàn bắp cải với bí thôi. Bây giờ có rau dưa, à lạc nữa. À đấy, mấy bạn này còn có lạc. Đi lên trên này lại. Thế nào, em ăn cơm đi. Cho ăn cơm đi. Em còn chưa nấu xong. Chưa nấu xong à? Thế buổi trưa hôm nay ăn mỗi rau cải thôi à? Không biết được ạ. Thôi thầy đi lên trên này lại. Rồi bây giờ tôi đi lên trên xóm trên này xem buổi trưa các em ăn cái gì nhá. Đây là có một xóm trọ đây. Đấy. À, em, ừ. Em ăn cơm chưa? Chưa, đang về đến nhà. Em về đến nhà à? Nấu cơm chưa? Chưa nấu á? Lại hết nước rồi. Hôm qua không đi sửa được nữa à? Hôm qua sửa không được, ở trên cái cạn là tí nữa. À, hết nước đúng không? Chắc hết nước rồi. À, xuống dưới này xem nào, mấy bạn dưới này. À. Ừ. Đi vào đây xem mấy bạn này ạ. Rồi, thầy chào các em nhá. Đấy. Ăn cơm chưa? Ừ. Mấy đứa ăn cơm chưa? À, nấu, hôm nay nấu món gì? Hôm nay thầy lại đến đến xem các em ăn uống lại rau cải à? Sao mà chạy toán loạn thế? Rồi đang cơm trong này à? Xấu hổ gì ăn đi. Mấy đứa, hai đứa à? Hôm nay ăn cơm có món gì? À, sao nào, xem mấy đứa ăn cái gì nào, có đảm bảo không? Ui, ăn cơm không à? Ăn rau cất rồi. Ăn rau cất rồi à? Ăn rau gì? Hôm nay ăn có rau gì? Nào, không trêu các bạn. Chạy thoáng loạn, ngại cái gì? Chưa thấy thầy quay bao giờ à? Nào. Đấy, các em ở phòng trọ dưới gầm sàn nhé các bạn nhé. Đây là gầm sàn của nhà dân. Đấy, các em ở trọ. Phòng trọ rất là thô sơ. Đây là mấy em đang chuẩn bị nấu rau cải à? Thôi, thì tôi đi về đây. Mấy em lại xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì? Yeah. Em nấu cơm ăn đi.
Thôi thầy đi lên trên này đã. Thôi thầy đi về thôi. Thầy đi xem thế thôi, xem mấy đứa ăn món gì thôi. Nhá, thầy đi về nhá. Đấy, các em buổi trưa ăn uống chỉ có rau dưa với lại cơm không thôi nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ đi lên trên xóm trên này xem nào. Xem mấy thanh niên này nấu cái gì chưa. Đi lên lên phòng đi. Giới thiệu với mọi người, đây chính là cái phòng trọ mà hôm trước tôi đã quay một lần rồi đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi lên xem các em ăn ở như thế nào nhỉ. Wow, rác riếc vẫn vứt ở đây. Nói chung là rác riếc ở vùng cao thì không có chỗ để thu gom rác ấy. Các em vứt đây, các em không thu dọn gọn vào. Ủa, nước hết sạch rồi à? Sao lại đập cái... Bên đây có bạn đánh nhau à? Ai đánh? Bên đây có hai bạn đi đánh nhau, bên đây đánh nhau. Thế à? Đánh nhau với ai? Đánh nhau với ai? Không biết rồi. Thế à? Làm hỏng hết rồi. Thế anh Tuyên chưa về à? Chưa. Thế bây giờ không còn nước, đi xách nước à? Đi xách dưới này. Trưa nay làm món gì? Chắc làm... bắp cải. Bắp cải. Em chưa nấu cơm à? Chưa. Thôi nấu cơm ăn thôi, đi xách nước về nấu cơm thôi. Bây giờ 12 giờ rồi. Hơn 12 giờ rồi, chưa có gì à, chưa lên lửa. Bật lửa hôm qua còn không? Rau cỏ này. Mất nước nên là các em chưa kịp nấu cơm nha các bạn nha. Em đang chuẩn bị. Anh Tuyên chưa về à? Chưa. Nấu cơm chờ nhau mà ăn thôi. Xanh nước. Đi xách sao không? Đây, ở rãnh đây. Ở rãnh đây thôi gì? À, xin mấy cái vòi này thôi đúng không? Ở đây, lấy nước đây gần thôi nhỉ. Ở đây phải buổi chiều phải chịu khó thu dọn rác rưởi tí cho sạch sẽ nhá. Vứt rác linh tinh này nó bẩn hết. Đây chính là xóm trọ hôm trước tôi quay đây. Lều trọ chứ không phải xóm trọ nhỉ. Thô sơ quá, tỉnh toàn quá. Đây có nước đây thì chịu khó lấy cái xô kia về đặt đây này em. Lấy cái xô to kia về đây mà đặt xong là xin người ta. Đấy các bạn ạ, bây giờ là hơn 12 giờ rồi. Các em mới đi học về và bây giờ mới bắt đầu nấu cơm. Các em lấy nước về chuẩn bị bữa cơm trưa đây này. Rất là vất vả nhé. Vậy có lẽ tôi... lại sang xóm khác để các em ở đây nấu cơm ăn cơm cho tự nhiên nhá các bạn nhá. Phải đi về nhá. Rồi, mấy đứa ăn cơm chưa? Giờ mình đi học về á? Thế? Hả? Đi mua rau á? Mấy thanh niên này làm món gì đây? Chưa nấu à?
Thế vừa đi học về à? Vâng. À. Vừa đi học về xong giờ giả. Hôm nay tiên năm à? Mày em ấy. Vâng. Ừ. Trưa nay ăn mì tôm à? Thế đi chợ mua hai gói mì tôm này. Nhất đi đâu rồi em? Ăn nhất đi chơi. Nhất là đi chơi giả. À? Nấu cơm ăn cơm đi. Chưa nấu cái gì? Đấy, bạn bên này nấu cái gì ăn chưa? À, chào các em nhá. Làm món gì đấy? Cái này là món canh mì tôm à? Hay là ăn mì tôm không? Mì tôm canh ăn mì tôm. À, canh với... không có rau cải à? Có ít cơ chua. À, canh mì tôm với rau chua nhỉ? À, chưa nấu xong à? À, em nấu đi nhá. Đấy, đi chơi một vòng đã. Gần như là các em vừa đi học về rất là muộn và chưa nấu được cơm ăn các bạn ạ. Đấy, học sinh vùng cao vất vả và khổ như thế đấy các bạn ạ. Đấy, xóm này thì nhà cửa chắc chắn hơn bên kia một chút nha các bạn nhé. Bên kia thì có một số em ở dưới gầm sàn cũng như là ở cái lều ở bên kia nhìn chán lắm, nhìn nó thô sơ mệt lắm. Bên này nhà cửa chắc chắn hơn. Nhà buổi trưa thì hầu như là các em ăn uống rất là đạm bạc, chỉ có rau dưa với lại mì tôm với cơm không thôi nha các bạn nhé. Đây chính là hoàn cảnh thực sự là của học sinh vùng cao nhé. Tôi không nói điêu một tí nào nhé các bạn nhé. Đấy, các em khổ và vất vả như thế đấy. Rồi bây giờ tôi đi sang một xóm khác nữa. Xem các em xóm khác nó khác gì với xóm này. Rồi, mời các bạn cùng đi theo chân tôi nhé. Có một xóm trọ các bạn ạ, nhưng ở đây là xóm trọ của học sinh cấp 3. Các em đi về hết rồi. Còn một số phòng các em ở lại. Rồi có lẽ là tôi đi về thôi. À, cái xóm bên dưới này các em là toàn là học sinh cấp 3. Vì vậy học sinh cấp 3 thì ngày mai là 20 tháng 11 các em được nghỉ. Thế nên là các em đi về hết rồi. Tôi cũng không vào xem các em xem thực tế các em ăn ở như thế nào được nha các bạn nhé. Sẽ có một ngày tôi sẽ đi khám phá cũng như là đi xem học sinh cấp 3 và học sinh cấp 2 ở trọ sẽ như thế nào, nó có khác gì nhau không nhé các bạn nhé. Và bây giờ tôi cũng xin phép kết thúc video ở đây thôi. Đấy, các bạn thấy học sinh vùng cao vất vả và các em đáng thương thì hãy like và chia sẻ và đặc biệt là ủng hộ kênh cho tôi nhé, để kênh tôi biết đâu một ngày nào đó tôi lại ủng hộ được các em một phần nào. Đấy, thực sự là hoàn cảnh các em đi học xa rất là vất vả các bạn ạ. Đấy, các em tự nấu nướng và đi học về muộn và khác nấu và thức ăn thì chả có gì đâu các bạn, ngoài rau dưa với lại qua quan sát thì tôi thấy bây giờ là đầu tuần mà các em toàn ăn rau thôi, không thấy có thịt, chưa thấy một xóm trọ nào có thịt các bạn ạ. Đấy, các em toàn ăn rau, nhất là có một cái xóm trọ ở trên tôi thấy là em có mỗi một bát rau dưa cải, rất là thỉnh thoảng. Rồi bây giờ tôi xin phép kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.